Thừa nam thiếu nữ là một thực trạng đáng báo động ở rất nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, đặc biệt là tại đất nước tỷ dân Ấn Độ. Vấn đề này đang đặc biệt trầm trọng. Số liệu thống kê của chính phủ Ấn Độ mới đây cho thấy nước này hiện thiếu tới 63 triệu phụ nữ so với mặt bằng chung của dân số. Và điều này đang dẫn tới hệ lụy là hàng triệu đàn ông Ấn Độ có thể sẽ ế vợ. Theo một báo cáo kinh tế hàng năm vừa công bố, Ấn Độ đang mất cân bằng giới tính trầm trọng khi đang bị thiếu 63 triệu phụ nữ so với cần thiết. Ngoài ra, hơn 21 triệu bé gái Ấn Độ được sinh ra trái với mong muốn của gia đình. Báo cáo chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến con số đáng kinh ngạc trên là do các cặp vợ chồng phá thai để lựa chọn giới tính, mặc dù đây là một hoạt động bất hợp pháp. Khi một bé trai ra đời, gia đình Ấn Độ thường ăn mừng và tự hào. Trong khi đó, sự ra đời của một bé gái có thể khiến gia đình xấu hổ, thậm chí đau buồn. Theo đó, những bé gái này thường bị hắt hủi hoặc là không được chăm sóc tử tế. Thậm chí nhiều bé gái còn không được cho cơ hội học hành.